Lần đầu đến Hạo Thiên Tông làm khách, Hoắc Vô Hậu đã báo hại Hạo Thiên Tông suýt nữa bị phá hủy. Hàn khí cuồn cuộn bạo phát lên bầu trời. Nơi lạnh lẽo nhất không còn là lòng người nữa, mà giờ đây chính là ở Hạo Thiên Tông. Các bức tường bị đóng băng và chậm rãi sụp đổ, đệ tử vội vã chạy ra ngoài. Nguyên nhân là hồn lực và tinh thần lực của Hoắc Vô Hậu tăng lên quá nhanh, từ đó ảnh hưởng đến sức mạnh bản nguyên của Băng Thiên Tuyết Nữ. Sự cộng hưởng khiến sức mạnh bản nguyên tăng cao, phá vỡ phong ấn mà y lão đã tạo ra. Vương Đông lo lắng định chạy vào giải cứu thì bị Thái Thản Cự Viên ngăn lại, nhưng mà nói những lời này cũng vô ích. Thấy Vương Đông cố chấp muốn xông vào trong, Thiên Thanh Ngưu Mãng đành phải đánh Vương Đông ngất đi, rồi phân phó cho người đưa hắn ra ngoài. Hoắc Vô Hậu vẫn còn giữ tỉnh táo, cậu không muốn liên lụy đến Hạo Thiên Tông nên tìm cách đi ra bên ngoài. Cách hữu dụng nhất đó là đi ra khỏi phạm vi Hạo Thiên Tông, nhưng mà y lão cũng không có cách nào để trợ giúp nữa rồi. Đúng vào lúc bế tắc đó, Thái Thản Cự Viên và Thiên Thanh Ngưu Mãng đã xông vào trong. Bọn họ biết trong người cậu có một tồn tại phi phàm nên muốn ông ta ra ngoài bàn bạc kế hoạch. Thiên Mộng Băng Tằm vào Băng Bích Đế Hoàng Hạt muốn hỗ trợ hết mình. Nhìn thấy sự nhiệt huyết đó, y lão cũng đồng ý thảo luận. Mọi người đồng loạt vận dụng sức mạnh rồi dung hợp vào một cái trận pháp đồ án. Y lão rút kiếm thì triển trận pháp, các đệ tử bên ngoài Hạo Thiên Tông cũng rót hồn lực hỗ trợ. Dưới sự đồng lòng hợp sức, sức mạnh bản nguyên của Tuyết Nữ cũng bị trấn áp lại. Từng là nguy hiểm đã trôi qua, nhưng vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì biến cố lại xảy đến. Trận pháp phong ấn bất ngờ bị phá hủy, sức mạnh hàn khí lập tức bạo phát. Dư chấn lan tỏa ra bên ngoài, phá hủy một phần Hạo Thiên Tông và lan ra rất xa, khiến vô số hồn thú xung quanh bị vạ lầy. Y lão lại vung kiếm vẽ ra nhiều đường kiếm, ông ta múa kiếm mà giống như đang dùng bút vẽ. Nhiều dòng chữ bí ẩn hiện ra ngoài. Sau đó dùng máu để hoàn thành trận pháp. Một ánh sáng lóe lên, đến khi nhìn rõ trở lại thì mọi thứ đã bình yên. Hiển nhiên là phong ấn sức mạnh của Băng Thiên Tuyết Nữ đã được hóa giải. Mây đen chậm rãi tan đi, ánh mặt trời ấm áp lần nữa chiếu rọi xuống dưới. Y lão vừa mới hồi phục được một chút sức mạnh thì hôm nay lại phải dùng hết. Đúng là đốn củi 3 năm, thiêu trong vài phút. Ông dùng mạng để đổi lấy mạng của Tuyết Nữ. Trước khi biến mất vĩnh viễn, ông muốn truyền lại công pháp vong linh cho Hoắc Vũ Hậu. Sự mất mát này làm cho mọi người đều rất đau buồn, nhất là Hoắc Vũ Hậu, nội tâm cậu răng xé dữ dội. Băng Thiên Tuyết Nữ sau lần này đã biến đổi từ hình dạng linh hồn thành hồn linh, có thể cung cấp hồn hoàn cho Hoắc Vũ Hậu và không cần phải trú ngụ trong biển tinh thần của cậu. Nhưng mà trạng thái hiện tại vẫn chỉ là phôi thai đang ấp nở. Về phần Thiên Mộng Băng Tằm vào Băng Bích Đế Hoàng Hạt, hai người họ cũng chịu tổn thất cực kỳ lớn. Tinh thần lực gần như cạn kiệt, cần phải ngủ một giấc dài để hồi phục lại. Trong khi đó, hồn lực Hoắc Vũ Hậu lại đột phá lên cấp 50. Dù là vậy thì sau khi tỉnh lại, tinh thần cậu vẫn không thể nào phấn chấn được. Vương Đông vẫn một mực ở trong phòng chăm sóc. Thấy sự ủ rũ đó, hắn tiến lại gần an ủi và cho biết mình sẽ đi kiếm hồn hoàn, nhiều nhất là 3 ngày sẽ trở về. Sau khi Vương Đông rời đi, Hoắc Vũ Hậu bất ngờ cảm thấy chóng mặt. Kiểm tra thì phát hiện kỳ tích. Phôi thai của Băng Thiên Tuyết Nữ trong biển tinh thần lại phát triển cực kỳ nhanh chóng. Chỉ mới ấp vài ngày, đã sắp ra đời rồi. Một điều bất ngờ đã xảy ra, Y Lai Khắc Tư đột nhiên thấy được mình hồi sinh trở lại. Người làm chuyện đó chính là một nhân vật đã quá quen thuộc với các bạn khán giả, Hải Thần Đường Tam. Đi bên cạnh không ai khác là Tiểu Vũ. Hành động hy sinh bản thân để cứu Hạo Thiên Tông khiến Đường Tam cảm động. Hắn muốn trả lại cho Y Lai Khắc Tư ân tình đó, cho nên đã đi tới Chu Thiên Vạn Giới tìm lại một tia thần thức của ông. Nhờ vậy mà ông ta được hồi sinh trở lại. Được nhìn thấy Đường Tam và Tiểu Vũ xuất hiện thực sự là khoảnh khắc đã khiến mình cực kỳ vui sướng. Chỉ đáng tiếc rằng tập phim đến đây khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé!